Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của kênh Doctor Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển trên thế giới. Tại Trung Quốc, giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc vẫn tiếp tục đà tăng giá. Giá lợn hơi tại 26 tỉnh thành trên cả nước tăng, chỉ riêng tỉnh Hải Nam giảm. Tỉnh có giá trung bình thấp nhất là Tân Cương, giá lợn là 6,35 nhân dân tệ trên kg tương đương 40.000 đồng trên kg, tỉnh cao nhất là Quảng Đông, giá lợn trung bình là 7,62 nhân dân tệ trên kg tương đương 46.000 đồng trên kg. Giá lợn trung bình trên toàn quốc là 7,09 nhân dân tệ trên kg tương đương 42.000 đồng trên kg, tăng 0,08 nhân dân tệ trên kg so với hôm qua. Phía nhà cung cấp, từ đầu tháng 7 một số lượng heo hơi xuất chuồng từ các nông hộ và doanh nghiệp giảm, trông chéo việc dự trữ sản lượng thịt heo khiến tâm lý, sự nhiệt tình của phía nhà cung cấp không còn mặn mà, nguồn cung thắt chặt. Phía thị trường, khối lượng giết mổ ở các công ty giết mổ không tăng đáng kể, nhu cầu ngắn hạn không tăng nhiều khiến các doanh nghiệp giết mổ vẫn còn thận trọng, trong việc sản xuất các mặt sản phẩm thịt tươi sống vì tốc độ tiêu thụ vẫn còn chậm. Nhìn chung, trong một thời gian ngắn bị ảnh hưởng bởi tâm lý thu gom, giá lợn tiếp tục tăng, nhưng sau khi giá lợn tăng, một số hộ chăn nuôi có tâm lý bán tháo hoặc sẽ không còn mặn mà với chăn nuôi. Áp lực bán hàng của các doanh nghiệp giết mổ không giảm, dự kiến ngày mai tăng hạn chế, giá lợn cục bộ hoặc sẽ ổn định tại Việt Nam giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đồng loạt tăng giá đưa mức giá heo dao động trong khoảng 64 đến 67.000 đồng trên kg mức giá cao nhất được ghi nhận là 67.000 đồng trên kg tại tỉnh Thái Bình theo ghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng 1.000 đồng trên kg ngoại trừ tỉnh Bắc Giang không ghi nhận biến động mới các địa phương khác tăng 1.000 đồng trên kg lên trong khoảng 64.000 đến 65.000 đồng trên kg mức giá thấp nhất 64.000 đồng trên kg được ghi nhận tại một số tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Chăn nuôi heo là một trong những nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nếu người chăn nuôi không có giải pháp xử lý chất thải triệt để, theo báo Hòa Bình. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, hiện nay, 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đều có công trình xử lý chất thải, nước thải. Đối với chăn nuôi nông hộ, tỷ lệ hộ gia đình có hầm bioga mới chiếm hơn 20% gia đình ông Bùi Văn Nhọ, xóm Khoang, xã Quyết Thắng duy trì chăn nuôi heo hơn chục năm qua với quy mô trên 50 heo nái và khoảng 300 heo thịt trên lứa. Theo ông Nhọ, ngay từ khi bắt tay vào chăn nuôi, gia đình đã xác định phải xử lý được chất thải, nên đã đầu tư xây dựng hầm bioga. Ở địa phương vẫn còn nhiều hộ chỉ đào hố chứa nước thải, chất thải từ chăn nuôi nên khi mưa xuống hoặc nắng to rất ô nhiễm. Còn đầu tư hầm bioga vừa giải quyết được vấn đề môi trường, vừa có chất đốt, ông Nhọ cho biết. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên, ổn định, thấp nhất 59.000 đồng trên kg. Hiện, tỉnh Đắk Lắc duy trì thu mua heo hơi với giá 59.000 đồng trên kg. 63.000 đồng trên kg là mức giao dịch cao nhất khu vực, được ghi nhận tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi, với giá trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng đưa mặt bằng giá chung lên mức 59.000 đến 61.000 đồng trên kg. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh giá heo hơi tăng 1.000 đồng trên kg đạt 59.000 đồng trên kg. Heo hơi tại các địa phương bao gồm Đồng Nai, Long An và Cần Thơ vẫn được giao dịch ở mức 61.000 đồng trên kg. Các địa phương khác không ghi nhận biến động so với hôm qua. Giá gia cầm hôm nay, giá gà lông trắng tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với phiên giao dịch ngày hôm qua do nguồn cung tại thị trường tự do giảm mạnh. Giá gà loại sai trên 3,6 kg trên con bán tại các trại ở Hòa Bình, Bắc Giang khoảng 28.000 đồng đến 29.000 đồng trên kg. Giá gà trắng bán tại các vùng phía Nam duy trì ở mức trên dưới 25.000 đồng trên kg. Tại chợ đầu mối Gia Cầm Hà Vĩ, lượng gà về chợ ổn định. Giá nhập về chợ tăng theo đà tăng của giá gà trắng. Giá gà lông màu. Theo nhiều chủ trang trại, so với thời điểm tháng 5 năm 2023, giá gà lông màu hiện tại đã tăng thêm khoảng trên dưới 10.000 đồng trên kg. Đơn cử như giá gà lai đông tảo bán tại trại ở các vùng Hà Nội, Bắc Giang khoảng gần 50.000 đồng trên kg. Tuy nhiên theo ông Phạm Văn Mùi, chủ trại gà ở Lục Nam, Bắc Giang, với giá 50.000 đồng trên kg người nuôi gà lông màu, vẫn thua lỗ khoảng trên dưới 5.000 đồng trên kg. Bởi giá thành chăn nuôi hiện đã đạt tới 55.000 đồng trên kg, chưa kể các trại bị hao hụt nhiều thì khoản thua lỗ càng nặng hơn. Hiện các trại nuôi gà đang gần kiệt sức. Nếu giá gà vẫn không tăng thêm thì chúng tôi phải bỏ trống chuồng thôi, ông Mùi nói khảo sát thêm giá các loại gà khác ở các vùng, chúng tôi thấy giá gà ta minh dư, bán tại các tỉnh Đồng Nai cao nhất đạt 70.000 đồng trên kg loại trên 5 tháng tuổi, giá gà nòi bán từ 68.000 đồng đến 72.000 đồng trên kg, giá vịt thịt cao nhất khoảng trên 50.000 đồng trên kg. Theo ông Phạm Văn Học, thương lái thu mua vịt ở các vùng Đồng Nai, Bình Phước, giá vịt siêu thịt hôm nay bán tại các trại giao động từ 49.000 đồng đến 52.000 đồng trên kg giá vịt bực remote loại đẹp trên 3,4 kg trên con bán tốt khoảng 51.000 đồng trên kg. Giá vịt bơ, bầu lai bán, tại các vùng miền Bắc vẫn ở quanh mức từ 45.000 đồng đến 47.000 đồng trên kg. Giá vịt bầu lai loại trên 2,5 kg trên con bán tốt đạt 46.000 đồng trên kg. Giá vịt xiêm bán từ 58.000 đồng đến 62.000 đồng trên kg. Giá vịt cổ xanh vịt đặc sản bán tại các vùng yên bái, cao bằng cao nhất đạt gần 90.000 đồng trên kg. Giá vịt trời có chạy ở Hưng Yên bán trên 90.000 đồng trên con. Giá vịt đẻ thải bán từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng trên con, giá ngan thịt bán khoảng gần 60.000 đồng trên kg ngan mái, ngan được trên 4,5 kg trên con bán tốt đạt 62.000 đồng trên kg. Giá trứng hôm nay vẫn duy trì mức ổn định, không ghi nhận sự biến đổi về giá. Giá trứng gà đỏ hôm nay dao động từ 1.700 đến 2.000 đồng trên kg, trong khi đó giá trứng gà trắng cao hơn một chút, dao động từ 1.800 đến 2.000 đồng trên kg tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại